zin, phim Sony vẫn còn zin luôn ạ. Ở đây là con đĩa than Sony 5100, đây 5100 này, đấy còn vàng óng luôn. Tất cả ngồi gỗ xung quanh mâm than được còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp, kính cũng khá là đẹp. Thật ra là cái kính này thì có nhiều bác về là đa số các bác vặn ốc dỡ ra, nếu bây giờ bụi mình ngày xưa nó bụi bặm thôi, nhà bây giờ chơi nó sạch sẽ thì các bác dỡ nó ra để mâm than trơ nhìn nó sẽ hay hơn, nó đẹp hơn. Chỉ 3,9 triệu thôi ạ, chỉ 3,9 triệu. Mời quý vị đến với bản test, của em nó. Sau đây mời quý vị này đến bản test của dòng đĩa than này, con này này. Cái này các bác về chịu có vệ sinh nhé, dùng đĩa là phải vệ sinh liên tục. Còn đĩa bên em một ngày test bao nhiêu đĩa này, không nói rồi. Chạy tốc độ đĩa 45 đấy, tốc độ 45. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì lệ sầu. Chuyển đĩa này, di chuyển bài khác, đấy, hạ bèn, lại hạ bèn xuống. Anh xa nhau nghe, anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe. Một lần vui, đấy. Một lần vui cùng rồi thôi. Anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em một lần vui. Nhưng đây, lần ra đó này. Tự động ra cần luôn. Đấy. Báo cáo quý vị là chiếc đầu đĩa than Sony 5100 có mức giá 3,9 triệu. Đấy. Khi các bác ra thì bác nhấc cái nắp này, nắp chặn của nó để lên đây. Đấy, gài vào đây. 5100. Mâm này, xung quanh mâm máng này còn rất là đẹp luôn, bóng loáng luôn. Được chưa ạ? 3,9 triệu ạ. Cảm ơn các bác.